Trung bình ở Việt Nam, cứ 3 người sẽ có một người bị tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị hoặc các bệnh lý về mắt khác. Biểu hiện qua các trạng thái thường gặp như không nhìn rõ vật thể hay nhèo mắt, nhức đầu, mỏi mắt, vùng nhìn bị chói hoặc có quầng sáng, nhìn thấy những hình đôi. Phương pháp điều trị tật khúc xạ phổ biến hiện nay có thể như đeo kính thuốc, đeo kính áp tròng và phẫu thuật khúc xạ. Với y học ngày càng tân tiến, hai phương pháp phổ biến trong phẫu thuật khúc xạ là phương pháp LASIK Standard và Femtosecond LASIK. Ứng dụng tia laser excimer để chỉnh hình giác mạc và phục hồi thị lực một cách hiệu quả, an toàn. Trong đó, Femtolasik là phương pháp hiện đại, không sử dụng dao trong phẫu thuật, mang đến sự tối ưu về độ an toàn và chất lượng điều trị. Với đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao và trang thiết bị y tế hiện đại, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tiên phong triển khai điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp LASIK và Femtolasik đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Hãy đăng ký ngay để được hỗ trợ tư vấn qua hotline 0867 010105. Đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa cho người lớn tuổi. Nếu không kịp thời điều trị, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ chuyên điều trị các bệnh lý nhãn khoa hàng đầu tại đồng bằng sông Cửu Long. Với đội ngũ bác sĩ uy tín, chất lượng và trang thiết bị y tế hiện đại, mỗi năm, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ thực hiện phẫu thuật phaco cho hơn 4.000 trường hợp đục thủy tinh thể khắp các tỉnh miền Tây. Bệnh viện tiếp nhận tất cả thẻ bảo hiểm y tế trên toàn quốc, không cần giấy chuyển viện, thủ tục nhanh chóng, tiện lợi. Đặc biệt, thời gian phẫu thuật ngắn, người bệnh được xuất viện ngay trong ngày. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ luôn tự hào mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao để làm hài lòng người bệnh. Lời nói đầu tiên, Như Anh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream tư vấn online ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, mùa hè là mùa nắng nóng oi bức kéo dài, kèm theo đó là khói bụi ngoài môi trường rất dễ bị ô nhiễm, sẽ gây ra các bệnh lý về mắt như là đau mắt đỏ, viêm giác mạc, dị ứng với mồ hôi hoặc là nước hồ bơi. Kể cả người lớn hay là trẻ em đều không có đủ kiến thức chăm sóc mắt thì sẽ dễ rất mắc phải các bệnh về mắt trong mùa hè. Và hiểu rõ điều đó, hôm nay Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tổ chức một chương trình tư vấn online các bệnh lý về mắt thường gặp trong mùa hè cùng với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Kết, giám đốc bệnh viện. Vâng ạ, xin được chào bác sĩ Kết. Đầu tiên thì Như Anh xin được cảm ơn bác sĩ Kết đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và để giúp cho khán giả của chúng ta có thể là hiểu rõ hơn về chủ đề của chương trình, xin được mời bác sĩ Kết chia sẻ cùng với quý vị khán giả cũng như là Như Anh làm. Các bệnh lý về mắt thường gặp trong mùa hè là gì và nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý trên là như thế nào ạ? Xin chào Như Anh, xin chào khán giả. Như chúng ta đã biết, gieo mùa là thời tiết thay đổi liên tục. Dẫn đến virus và vi khuẩn nó gây bệnh, nó có nhiều cái cơ hội để bùng phát và lây lan mạnh mẽ. Thời tiết chuyển từ nắng sang mưa cũng gắn liền với nhiều bệnh về mắt có thể xảy ra trong mùa hè. Không chỉ có ánh nắng môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến đôi mắt mà mưa nhiều cũng dễ dàng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, cũng như là nguyên nhân của các bệnh về mắt như viêm kết mạc dị ứng, đau mắt đỏ, rồi thì ngứa, sốn cộm và thậm chí là có những cái tai nạn về mắt nữa. Ví dụ như những người vào mùa hè thì những người dân người ta đi làm nông nghiệp, người ta là cái mùa thu hoạch thì thường người ta dễ bị cái hạt lúa nó văng vô mắt gây chấn thương, cũng gây ra cái mù lòa rất là lớn, cái tỷ lệ rất là cao. Thì các em học sinh về nhà giúp cha mẹ chẳng hạn ở nhà quê đấy
thì làm nông nghiệp thì nó cũng tỷ lệ mà nó ảnh hưởng đến chấn thương mắt rất là nhiều. Rồi thì những cái côn trùng có thể nó bay vào trong mắt, nó cũng gây ra cho những cái bệnh mắt rất là nguy hiểm, và nó có những cái ngứa mắt. Rồi thì những trẻ em đi bơi nhiều nó cũng gây một cái viêm kết mạc. Rồi thì nó nhất là cái bệnh đau mắt đỏ nó lây lan rất là nhiều, thậm chí nó trở thành cái dịch trên con người ta chưa có miễn nhiễm được. Về cái tôi có thể nói về trước hết về cái đau mắt đỏ là bệnh thường gặp khi chuyển mùa. Thì đau mắt đỏ là cái căn bệnh mùa hè thường gặp xảy ra, bởi đây là một điểm là cái sức đề kháng cơ thể của con người khi giao mùa thì nó giảm đi, nó tạo điều kiện cho virus nó có cái cơ hội phát triển, và nhất là nó gây ra bệnh đau mắt đỏ. Bệnh đau mắt đỏ nó còn gọi là cái viêm kết mạc APC, có nghĩa là đau họng, để nó có cái hạch sau tai, rồi nó gây viêm kết mạc. Cái bệnh này rất là nặng, nó làm cho bệnh nhân rất là khó chịu, nó đau sốn nhức mắt, rồi thì nó thậm chí là nếu mà không được điều trị đúng thì nó sẽ gây đến một cái khô mắt kéo dài và thậm chí loét giác mạc. Mà những cái người mà bị lây của người đau mắt đỏ đấy, thường những người càng lây về sau thì nó càng nặng hơn những người đau mắt đỏ và càng khó trị hơn. Cho nên là tôi khuyên là khi mà tuyệt đối không được dùng chung khăn khi những người đau mắt đỏ. Để về cái bệnh này lây lan nên hạn chế tiếp xúc. Nó có thể là khi mà tiếp xúc nói mà không đeo khẩu trang thì cái nước bọt nó răng ra nó cũng gây ra cái lây của đau mắt đỏ. Hay là nó khiến cho bệnh nhân rất khó chịu. Bởi vậy cho nên là thường những người đau mắt đỏ thì người ta phải cách ly từ 7 đến 10 ngày. Và cái đau mắt đỏ, cái cơ thể mình đề kháng tốt thì nó có thể nó khỏi được, tự khỏi sau 7 đến 10 ngày. Còn nếu như người nào bị lây có thể nó bị lâu hơn, có thể đến 20 ngày. Trong cái vấn đề điều trị thì mình dùng kháng sinh để tránh cái bội nhiễm của nó và dùng cái nước mắt nhân tạo để nó tránh khô mắt nhiều. Đấy, cái đấy là vấn đề thứ nhất về đau mắt đỏ. Vấn đề thứ hai của bệnh mùa hè là cái dị ứng về mắt. Thì các cháu nó đi chơi mùa hè, nó vào các cái vườn cây, rồi nó đi chơi, đi du lịch, để nó bơi hồ bơi, thì những cái vi khuẩn, những cái virus nó xâm nhập vào thì nó ngứa mắt này, nó đỏ mắt, thì nó cũng sau nó bội nhiễm, nó cũng làm cho đau mắt. Và nó cái một cái bệnh nữa như nó cũng ít gặp, như nó gọi là viêm màng bồ đào hay là glaucoma thể mi, thì cái này nó cũng hay xảy ra trong mùa hè. Những mùa khác thì nó không xảy ra, nhưng riêng mùa hè thì cái đặc điểm bệnh này nó xảy ra. Để cháu nó đi chơi ở các cái nơi vườn cây, rồi đi chơi ở ngoài bãi biển, đi ra ngoài bãi biển thì nhiều khi cát nó văng vô mắt, để các cháu nó dụi vào mắt thì nó gây loét giác mạc, nó gây viêm kết mạc, rồi nước thì bệnh nhân bị ngứa mắt. Thì cái bệnh, những cái bệnh về mùa hè thường gặp nó là như vậy. Hay là ví dụ các cháu nó chơi, nó về nhà nó chơi, thì có những đứa nó không được đi du lịch, không được đâu, thì ở thành phố cha mẹ đi làm, nó về nó chơi với mấy con chó con mèo, rồi sán chó sán mèo nó cũng vào mắt, rồi thì nói chung là nhiều những cái bệnh khác, lông chó lông mèo nó cũng gây viêm kết mạc dị ứng cho các bé. Đây là những cái bệnh tổng quan, những cái bệnh thường xảy ra vào mùa hè. Ngoài ra thì có một số cháu nó về nhà nó cũng chẳng biết làm cái gì, mùa hè nó nghỉ thì nó chơi iPad, thì nó chơi game chơi này kia, thì nó khô mắt, rồi thì nó tăng cái độ cận thị của các bé lên, thậm chí cả người lớn nữa chứ không phải là trẻ em nữa. Về cái mùa hè nó rất là dễ tăng cái độ cận thị, nó khô mắt, rồi có những đứa thì nó nhức mắt, nó mỏi mắt. Rồi ngoài ra, ngoài những cái việc mà các cháu nó chơi như vậy thì nó còn nhiều những cái vấn đề khác tiếp xúc, rồi các cháu nó có khi đánh lộn nhau, nó chọc những cái cây vào mắt, gây những cái chấn